chiếc bánh mến chào anh chị em trên trang web chính thức của Giáo phận Phan Thiết tại địa chỉ giaophanphanthiet.com. Trong chuyên mục Bác Ái vừa chia sẻ một câu chuyện khiến cho nhiều người không khỏi xót xa cho một gia đình nghèo Công giáo với hoàn cảnh quá khổ cực bởi nhiều con người bị tâm thần. Giáo phận Phan Thiết đã chia sẻ như sau: nỗi quặn đau của một gia đình có 4 người con bị tâm thần. Giữa cái nắng oi ả của một buổi trưa ngày 24 tháng 12 năm 2021, ba chị em chúng tôi thuộc ban Caritas Phan Thiết đã lặn lội dò hỏi địa chỉ để tìm đến gia đình ông Lê Lô, 65 tuổi và bà Nguyễn Thị Phố, 63 tuổi. Nhà của ông bà ở trong một xóm nghèo thuộc khu phố 2, phường Hương Long. Tiếp chúng tôi trong một ngôi nhà cấp 4 tền toàn với những gương mặt lúc nào cũng cười, nhìn toàn cảnh gia đình mà chúng tôi nhói lòng. Vì khi bước vào trong nhà, chúng tôi thấy ba gương mặt nhìn chị em chúng tôi cười một cách ngây dại, còn một đứa con út thì nằm trùm mền. Lắng nghe câu chuyện cuộc đời của ông, chúng tôi biết được rằng sau nhiều năm chung sống, hai ông bà Lô Phố sinh được 6 người con, nhưng chỉ có một người con trai đầu và một người con gái thứ tư là bình thường, còn 4 người con trai thì có những biểu hiện của chứng bệnh tâm thần. Riêng ông Lô lại là một người khuyết tật. Hằng ngày ông lắc chiếc xe lắc mà Hội Chữ Thập Đỏ đã tặng đi bán dạo bong bóng để kiếm sống qua ngày. Còn bà Phố, 365 ngày là bấy nhiêu ngày bà cầm bao đi lượm ve chai, chỉ mong kiếm thêm chút đỉnh tiền để có miếng cá chút thịt cho các con. Cũng vì cuộc sống của hai ông bà quá cực khổ, ăn hôm nay lo ngày mai, nên hai đứa con bình thường của ông bà cũng đã đi làm xa, ít khi trở về. Có thể nói, không còn cái khổ nào hơn được nữa. Suốt hơn 35 năm qua là hơn 142.775 ngày đêm vợ chồng ông gồng mình lên, biết bao lần bất lực khi chứng kiến các con vật vã la hét, đập phá những đồ dùng trong nhà, thậm chí một cái nệm để có thể ngã tấm lưng sau một ngày mệt mỏi cũng không có. Theo bước chân ông Lô để đi xem ngôi nhà, hiện tại gia đình ông chỉ nấu ăn bằng bếp ga mini, nước sinh hoạt phải dùng gầu để múc. Và khi chị em chúng tôi có gợi ý để mua cho ông cái bếp ga để có thể nấu ăn cho đàng hoàng, thì ông Lô chia sẻ: "Tôi quen rồi mấy sơ à, bây giờ tôi không mong sắm sửa cái gì hết, chỉ ước mong có một bữa ăn ngon cho các con, có tiền để đủ lo ba bữa cho 4 đứa ngây dại này là đủ rồi." Khi nghe ông chia sẻ mà khóe mắt chúng tôi chợt cay, chỉ một ước mơ đơn giản, mong có được bữa ăn ngon cho các con thôi, mà sao khó quá đối với gia đình ông. Giọng ông Lô lại trầm xuống: "Nhiều năm nay, vợ chồng tôi ngoài việc làm cha, làm mẹ, còn là người thầy thuốc, là người bạn chia sẻ buồn vui, lắm lúc còn phải đóng vai là người ngớ ngẩn để được vui đùa với mấy đứa con." Ông cười nhưng mắt ông đỏ hoe: "Bà chỉ ước mong có thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho các con được ngày nào hay ngày ấy. Thương cho 4 người con ông Lô, nếu như ông bà có mệnh hệ gì, tương lai các cháu sẽ về đâu?" Chia tay gia đình ông Lê Lô, nhìn gương mặt nhợt nhạt, nụ cười ngây ngô với ánh mắt vô hồn của 4 người con cùng cha mẹ già, lòng chúng tôi nặng trĩu. Những mảnh đời bất hạnh ấy đang cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, của các mạnh thường quân để những hạt gạo nghĩa tình được đến với gia đình ông bà. Cha một đời oằn vai gánh nặng, mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. May vàng, ban truyền thông Caritas Phan Thiết. Mọi hỗ trợ xin liên hệ Sơ Nguyễn Thị Loan, số điện thoại 0979 374 446. Sơ Nguyễn Ngọc Vân Anh, số điện thoại 0349 515 874.